Xin chào mọi người, mình là Xin Chance và mọi người thường gọi mình là Hải Triền đến từ OTD. Dùng 5 từ để diễn tả chính bản thân mình. Khùng, lùng, đẹp, ba là đúng không? Lì, yêu. Xin Chance nó từng yêu chứ nhỉ? Đương nhiên là có rồi. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Bao nhiêu mối tình rồi? Sao đếm được ba? Không đếm được luôn đó. Sâu nhất bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu? Mối tình nào cũng đậm sâu nhất và lâu nhất là chắc là 4 năm. 4 năm đúng không? Dạ. Rồi mình hãy dùng 5 từ để miêu tả chính người yêu đó của bạn. Ai ạ? Quên, 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 quên và quên. Người yêu cũ là đồ con chó. Keep it real. Ok. Ủa mà người yêu cũ nào mới được? Ok. Cháo. Tại vì nhà bạn đó bán cháo. Ok. Không nhớ. Con vật. Chắc là con vịt. Để bán cháo vịt. Bán cháo vịt. Vậy là cứ nhìn thấy cháo vịt là sẽ không nhớ. À cái thứ ba là đồ vật. Đồ vật. Cái tô. What? Để đựng cháo. Không giòn. Không giòn. Giòn 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 tên. Ok. Được. Hào án. Hào án. Làm gì ngay lúc đó hả? Đúng rồi, ngay lúc đó luôn. Chụp hình lại mát mẹ nữa. Mời đẹp. Mời đẹp. Hả? Không, ở Facebook bóc phốt thì nó hơi quá. Nhưng mà mình chỉ mát mẹ thôi. Wow, cái này khó nha. Mình sẽ tìm hiểu và thuyết phục. Thuyết phục mẹ. Đúng rồi, mẹ của người yêu. Đúng vậy. Xong rồi mình đi thuyết phục mẹ của người yêu nữa. Mình thuyết phục người yêu và thuyết phục mẹ của người yêu. Không thuyết phục được cũng phải được. Tại vì mình vừa nói một cái từ ở trong bản tính của mình đó là lì. Đi chơi với người yêu mới, gặp người yêu gặp người yêu cũ thì mình nói với người yêu mới của mình là người yêu cũ anh kìa. Hi. Ok. Cái này mình có post lên không mẹ ơi. Mình nghĩ là nếu mà bạn đủ trách nhiệm trong tình yêu thì hãy tiến đến tình dục, còn nếu không đủ trách nhiệm thì không nên. Khoai, khoai. Đương nhiên là không, không rồi, mẹ anh chặn, anh chặn rồi. Bái cả chảnh chó. Mối tình 4 năm, không, 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 tại vì giờ yêu mới, người yêu mới đỉnh hơn. Chọn một từ để diễn tả con đường tình yêu. Quặng. Quặng quá. Vô cùng bên, chắc cùng bên. Đúng rồi. Đây, thì xong câu hỏi trách nhiệm đó thì mình sẽ có một vài câu hỏi vui nữa, không okay. Liên quan đến tình yêu tình trường gì hết. Ok. Và sẽ là một câu hỏi hơi hóc búa một tí và cần cái tóc xám thì trên nhá. Ok. Bài. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Ok, thì mình sẽ bắt đầu có một ít câu hỏi thôi, không có nhiều đâu. Ok. Thằng trời lắm. Ừ.
À, thằng đánh vào cô, ok. Táo nào mà người ta kén ăn hả? 2000 years later. Táo. Táo bón. Đúng. Một điểm cho xin chen. Cảm ơn Vân. Ghê vậy. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Không ai nhắc chứ. Không ai nhắc. Sao đó được? À, tích phân. À, mình từng biết. Nước phần Lan hả? Lúc nào cũng dành phần cho Lan. Nope. Ba Lan. Ok. Không một cô gái. Ok, bắt bài rồi. Bắt bài. Bán cái gì mà không có lời? Bán cái lỗ. Đúng. Bán lỗ chứ không cái lỗ. Bán lỗ. Chơi cái gì mà càng chơi thì càng ngu? Càng ngu à? Phải quăng cái não đi. Quăng cái não đi. Lấy cái não về. Phải cô Vi không? Nope. Không phải cô Vi hả? Cô y tá. Nope. Cô y tá đúng mà. Nope. Cô y tá lấy máu tôi mấy lần. Nhưng mà cô đâu có thích đâu. Nhưng mà cô bị ép đúng không? Cái đó là cô bị ép. Cô Mambo. Hey Mambo. Mambo Italiano. Hey Mambo. Không biết. À cô tắt. Ác chí mạng. Máy. Ê rồi. 3. Nope. 2. Nope. 1. Nope. Tất cả là tháng được có hàng nha tao. Em giờ số là mã đúng không? Chúc Mickey. Công việc nào cũng đi bằng hai chân cả. Cái hòm.